Theo lãnh đạo công an, cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường phát hiện người vi phạm giao thông ra hiệu kiểm tra. Tài xế không dừng lại, lái xe cố ép tổ công tác để bỏ chạy, được xem là chống người thi hành công vụ. Cảnh sát có quyền đuổi theo đạp xe khống chế. Ông Vương Đình Huệ, rời ghế Chủ tịch Quốc hội Chiều ngày 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Trước đó ngày 26 tháng 4 tại hội nghị bất thường Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Trung ương Đảng, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước Trung ương Đảng cũng đánh giá những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì, số người nhập viện tăng lên 328, mở thêm một đơn vị cấp cứu. Liên quan đến vụ đau bụng nôn ói sau ăn bánh mì thịt ở Đồng Nai, đến 15 giờ chiều ngày 2 tháng 5, có tổng cộng 328 người vào bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai điều trị. Trong đó 220 ca điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, có 9 ca chuyển viện lên tuyến trên, 11 ca xuất viện, 88 ca cấp toa về nhà điều trị. Do số lượng bệnh nhân tăng đột biến dẫn đến quá tải trong khi số bệnh nhân vào viện tiếp tục tăng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai cho biết đã mở thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc. Theo đó, đơn vị cấp cứu mới có quy mô 70 giường bệnh, quạt máy, máy móc thiết bị, được bố trí khẩn trương chỉ sau một giờ đồng hồ nhằm theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc. Chúng tôi huy động tất cả các bác sĩ từ hồi sức cấp cứu đến khoa nhiễm và các điều dưỡng trong bệnh viện để tập trung điều trị cho bệnh nhân. Ông Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, qua kiểm tra, tiệm bánh mì băng có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì trên ngày, 2 buổi, nhân bánh mì gồm thịt tự chế, chả lụa, pate tự làm, ngò, dưa leo, đồ chua, bao gồm củ cải trắng và cà rốt muối chua, nước sốt tự làm, da bao mua bên ngoài. Theo trình bày của chủ cơ sở, trong ngày 30 tháng 4, tiệm này phục vụ 1.100 ổ bánh mì sáng 500 ổ và chiều 600 ổ, cũng theo báo cáo, tiệm bánh mì trên là diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tiệm có 4 nhân viên phục vụ bán bánh mì, không có khám sức khỏe định kỳ, nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành đã niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở trong đó có khoảng 15 kg đồ chua đã qua chế biến, 1 kg chả lụa, 1 kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate trọng lượng khoảng 10 kg. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng buộc cơ sở ngưng hoạt động từ 11 giờ ngày 1 tháng 5. Trước khi bất ngờ cháy trơ khung khi đang đổ, xe BMW có dấu hiệu lạ gì? Khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 5, trên đường Ngô Thị Sĩ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chiếc ô tô BMW đang đổ ven đường, đột nhiên bốc cháy dữ dội. Đàm cháy dữ dội thiêu rụi chiếc xe ô tô biển kiểm soát 30A và ảnh hưởng đến hai xe đổ trước và sau. Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra cháy, gạt nước chiếc xe bỗng nhiên hoạt động, chiếc xe phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó to dần, rồi rú lên inh ỏi, 5 phút sau thì bốc cháy. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã nhanh chóng tới kiểm tra hiện trường. Sau đó, Công an quận Hà Đông đã điều hai xe cứu hỏa đến làm nhiệm vụ. Đến khoảng 12 giờ 45 phút, ngọn lửa được khống chế. Theo thông tin ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, chiếc xe bị cháy hoàn toàn. Chủ xe là một người thuê trọ sống trên phố Ngô Thị Sĩ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Khoảnh khắc giải cứu 6 thuyền viên trên chiếc tàu chìm dần trên biển Ngày 2 tháng 5, Thông tin Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vừa giải cứu thành công 6 nạn nhân trên chiếc tàu Sunrise 268 bị tai nạn tại vùng biển cửa Ba Lạt, Xuân Thúy, Nam Định. Cụ thể, 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR-411 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tiếp cận cứu nạn thuyền viên tàu Sunrise 268 bị mắc cạn tại vùng biển cửa Ba Lạt Xuân Thủy, Nam Định. Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 30 tháng 4, Trung tâm nhận được thông tin tàu Sunrise 268 trên tàu có 10 thuyền viên. Trong khi hành trình chở hơn 3.000 tấn xi măng từ cảng Phúc Sơn đi Quy Nhơn, tàu đã bị nghiêng, sau đó mắc cạn, cách cửa Ba Lạt, Nam Định khoảng 5 hải lý về phía Tây Nam. Sau khi nhận được yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu bị nạn, trung tâm đã yêu cầu Đài Thông tin Duyên Hải Hải Phòng phát thông báo khẩn cấp, huy động các phương tiện quanh khu vực và phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nam Định hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 15 giờ 30 ngày 30 tháng 4, tàu SAR-411 đã tiếp cận khu vực tàu Sunrise 268, đưa 5 thuyền viên bị nạn lên tàu tiến hành chăm sóc y tế. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Văn Tấm còn đang mắc kẹt trên tàu Sunrise 268. Lực lượng cứu nạn đã cử đội cứu nạn sử dụng xuồng cao tốc để tiếp cận ứng cứu. Sau khi tiếp cận, lúc 16 giờ, đội cứu nạn đã đưa được thuyền trưởng lên xuồng công tác để đưa về tàu cứu nạn an toàn. Bốn thuyền viên còn lại của tàu Sunrise 268 đã được tàu cá do lực lượng bộ đội biên phòng đồn Ba Lạt điều động tiếp cận, cứu và đưa về bờ. Đến 21h36 cùng ngày, tàu chuyên dụng SAR-411 đã đưa 6 thuyền viên của tàu bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực 1 tại Hải Phòng để tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng. Khởi tố khám xét nhà giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu Ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An, sinh năm 1964, Giám đốc Sở Y tế, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Bị can Phạm Minh An liên quan đến vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế, gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Vũng Tàu. Liên quan đến vụ án này, ngày 19 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải, sinh năm 1977, phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế, Đỗ Hữu Hải, sinh năm 1986, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường, sinh năm 1968, nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm ViMedimex. Khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh, sinh năm 1984, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân. Lê Hữu Lễ, sinh năm 1975, nguyên trưởng phòng kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế, công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Dự án xây dựng bệnh viện thành phố Vũng Tàu khởi công từ giữa năm 2017 có hai gói chính là xây lắp và mua sắm trang thiết bị y tế. Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư phần xây lắp. Sở y tế được giao làm chủ đầu tư việc mua sắm trang thiết bị y tế, tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 460 tỷ đồng. Theo điều tra, quá trình đầu tư mua sắm xây dựng đã xảy ra trùng lắp một phần trong đầu tư phòng mổ tại bệnh viện này. Cảnh sát giao thông có quyền dùng chân đạp xe khống chế người vi phạm giao thông. Ngày 2 tháng 5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông An Lạc, phòng PC08 tranh cãi với nam thanh niên bị ngã xe trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trong clip, một số người đi đường cho rằng người mặc sắc phục giống cảnh sát giao thông đã dùng chân đạp vào xe máy khiến nam thanh niên bị tai nạn. Tuy nhiên, vị cán bộ bác bỏ điều trên và yêu cầu người nói phải có bằng chứng, không được vu khống. Gây rối hả? Anh tấp vào lề, anh nói tôi đạp, anh lấy bằng chứng ra anh đừng vu khống cảnh sát nha. Người mặc sắc phục giống cảnh sát giao thông nói. Để làm rõ việc cảnh sát giao thông được phép đạp xe, khống chế người vi phạm trong trường hợp nào, nguyên một lãnh đạo công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về vấn đề này. Vị này cho biết khi cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra xe vi phạm trên đường, tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ, cán bộ có quyền trấn áp. Nếu tài xế chấp hành, họ sẽ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Khi tài xế chống đối, cảnh sát giao thông có quyền sử dụng biện pháp khống chế như các loại tội phạm khác. Người dân thấy tài xế tham gia giao thông có hành vi gây nguy hiểm, họ bức xúc cũng có thể giữ người này lại giao công an xử lý, chứ chưa nói đến cảnh sát giao thông, vị này nói. Theo lãnh đạo công an, cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường phát hiện người vi phạm giao thông, ra hiệu kiểm tra. Tài xế không dừng lại, lái xe cố ép tổ công tác để bỏ chạy, được xem là chống người thi hành công vụ cảnh sát có quyền đuổi theo, đạp xe khống chế. Cảnh sát giao thông không trấn áp kịp thời, tài xế này có thể gây ra tai nạn cho người khác. Tài xế vi phạm hành chính bỏ chạy, không loại trừ nghi vấn anh này mang theo hàng nóng, ma túy. Cảnh sát giao thông có quyền đạp xe trấn áp để kiểm tra như các loại tội phạm khác. Nhiều trường hợp tài xế sử dụng xe không chính chủ, biển số giả đi ra đường, cố tình vi phạm, chống đối. Cảnh sát giao thông khó có thể xác minh biển số, phạt đúng người đúng tội, nguyên lãnh đạo công an nói. Quốc hội họp bất thường miễn nhiệm Chủ tịch Vương Đình Huệ và gì nữa. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là chức danh Quốc hội bầu nên nên quy định miễn nhiệm với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành sau khi Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông thôi giữ các chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Với kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 5, Quốc hội khóa 15 đã có tổng cộng 7 lần họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ, một điều chưa từng có tỷ lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Việt Nam đang trải qua thời kỳ biến động nhân sự, thượng tầng với nhiều diễn biến khó lường. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Phó Văn Thường đều mất ghế, khiến cho tứ trụ chỉ còn lại hai. Bộ Chính trị khóa 13 giảm xuống còn 13 ủy viên so với con số 18 vào đầu hồi năm 2021. Ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn điều hành cuộc họp bất thường để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước do đại biểu Quốc hội của ông Võ Văn Thường. Giờ đây, đến lượt ông Huệ là đối tượng xem xét cho một kỳ họp bất thường khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập một kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngày 2 tháng 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó sự kiến có việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ có thể bao gồm cả việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và cho thôi làm đại biểu Quốc hội. Theo thông báo, Quốc hội họp bất thường lần này là để xem xét và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội căn cứ vào hiến pháp, luật pháp tổ chức Quốc hội, nội kỳ của cuộc họp Quốc hội. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý đề cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông Huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ theo Ban chấp hành Trung ương đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Thông báo của Trung ương Đảng cho biết, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ban chấp hành Trung ương Đảng không nêu rõ cụ thể ông Huệ đã mắc khuyết điểm gì, sai phạm gì. Tuy nhiên theo thông cáo của Trung ương Đảng thì có lẽ nguyên nhân thực sự khiến ông mất chức là vụ ông Phạm Thái Hà bị bắt trước đó. Ông Phạm Thái Hà, là trợ lý của ông Huệ, kiêm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, vào ngày 21 tháng 4, ông Hà bị khởi tố bắt tạm giam với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định khoản 4, điều 358 Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An đã được khởi tố trước đó. Ngoài việc miễn nhiệm ông Huệ, hiện đang có hai vấn đề quan trọng nữa về nhân sự cần được Quốc hội xem xét, là việc bầu chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội mới. Tuy nhiên, không rõ trong kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội có tiến hành bầu ra người thay thế trong Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng hay không. Nếu hai chức vụ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội không được giải quyết trong kỳ họp bất thường hôm nay, có khả năng Quốc hội sẽ tiến hành bầu hai vị trí trong kỳ họp sắp tới diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Trước ông Vương Đình Huệ thì đã có 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 rời ghế vì mắc sai phạm tính từ Đại hội Đảng 13 hồi năm 2021. miếng cơm nuốt vội, đôi mắt chợp tạm của lực lượng xuyên đêm chữa cháy rừng. Năm ngày sau khi vụ cháy rừng tràm tại ấp T4 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, thuộc sư đoàn 330 quản lý xảy ra, đến nay đám cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục xử lý triệt để, tránh để cháy âm ỉ phía dưới các lớp thang sẽ gây cháy lại, cháy lan, ước thiệt hại khoảng hơn 370 hecta rừng. Trước đó, trưa 28 tháng 4, khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng trực tiếp xuống hiện trường họp ban chỉ đạo tại địa phương và chỉ huy trực tiếp tại hiện trường. Sau khi họp bàn, ban chỉ đạo đã thống nhất phương án chữa cháy, lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng và nhiều phương tiện máy móc phục vụ công tác chữa cháy. Trong số đó, những cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an đã ở đầu tuyến lửa, họ đã rất vất vả để chiến đấu với giặc lửa không màng hiểm nguy, tất cả cùng quyết tâm để nhanh chóng khống chế được đám cháy. Xuyên đêm, các lực lượng trầm mình dưới kênh kéo ống nước vào khu vực chữa cháy. Công tác chữa cháy liên tục bất kể ngày đêm. Giám đốc công an tỉnh thăm động viên lực lượng chữa cháy, gửi từng hộp cơm cho các đồng chí. Phương tiện di chuyển vào khu vực rừng đang cháy chỉ có thể đi bằng vỏ máy, điều kiện đi lại rất bất tiện, khó khăn. Những người lính đã thấm mệt sau nhiều giờ liên tục tham gia chữa cháy, Họ chợp mắt tạm ở bất cứ đâu. Ăn nhanh, ngủ tạm cố gắng lấy lại sức để tiếp tục chiến đấu với giặc lửa. Dù không xuất hiện trong trang phục chỉnh tề của lực lượng mình, nhưng đây là những hình ảnh đẹp của những cán bộ chiến sĩ các lực lượng tham gia chữa cháy, hết mình vì nhân dân phục vụ. Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội cho phép khởi tố và bắt giam bí thư Bắc Giang, Tổng thư ký Quốc hội vừa phát hành thông cáo báo chí về việc cho phép khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Theo thông cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15, theo quy định của pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Thái hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 15. Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Quá trình công tác của ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí tại Bắc Giang. Ông từng là cán bộ phòng văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, phó tri cục trưởng tri cục thuế thị xã Bắc Giang. Sau đó, ông lần lượt nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại các địa phương như là phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, phó chủ tịch rồi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tháng 10 2020, ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ cương vị đó cho tới nay. Vụ nổ 6 người chết ở Đồng Nai, công an làm việc với đơn vị bảo hành lò hơi. Chiều ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đã làm việc với đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi tại công ty gỗ Bình Minh để phục vụ cho công tác điều tra. Theo Công an Đồng Nai, trước đó công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước mẫu DZH1 1.0M nhãn hiệu Hù Hoàng với công suất hơi là 1.000 kg trên 1 giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Sau khi sử dụng, công ty gỗ Bình Minh phát hiện nồi hơi có trục trặc về mặt kỹ thuật nên đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra và bảo dưỡng. Ngày 30 tháng 4, đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra và bảo dưỡng. Sáng ngày 1 tháng 5, một cán bộ của công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người chết, xử lý nghiêm nếu có. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và các thủ tục liên quan đến người tử vong, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và nỗ lực cao nhất chữa trị cho các nạn nhân bị thương. Trong mắt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 20 triệu đồng, trường hợp người bị thương là 10 triệu đồng. Khám phá bí mật của những phi vụ giao dịch trả xanh chớp nhoáng Ngày 2 tháng 5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khám phá thành công một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn với thủ đoạn ngụy trang ma túy trong các gói trà xanh tinh vi. Trước đó, lúc 11 giờ ngày 1 tháng 5, trinh sát Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Thanh Việt, 35 tuổi, đang mang số lượng lớn ma túy tại khu vực tổ 106 phường Hòa Minh, quận Liên Triểu. Tăng vật gồm các gói trà bên ngoài là bao bì nhãn mác bột trà xanh, nhưng trong các lớp bột là những gói giấy bạc chứa ma túy. Qua khám xét, trong các gói trà có 40 g ma túy dạng hàng khai ketamin, một gói thuốc lắc 50 viên khoảng 30 g cùng một số tăng vật. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Việt, lực lượng biên phòng thu giữ thêm 14 gói ma túy dạng nước vui, một gói hàng khai ketamin, một cân điện tử, nhiều bao ni lông và tăng vật liên quan. Đại tá Nguyễn Viết Cử, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm cho biết, Việt cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, Việt không bán lẻ, chỉ bỏ xỉ ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh cho các đầu mối tại thành phố Đà Nẵng. Quá trình trinh sát nghi vấn Việt ngụy trang ma túy trong các gói bột trà xanh matcha, Việt giao dịch khá nhiều, cứ khoảng 2 đến 3 ngày nhận một chuyến hàng từ thành phố Hồ Chí Minh rồi giao ngay 2 đến 3 gói trà trên một lần. Đặc biệt các phi vụ giao dịch các gói trà này diễn ra chớp nhoáng, Việt phóng xe máy hoặc ô tô đến điểm hẹn nhanh chóng đưa hàng rồi rời đi, tiền bạc được chuyển qua tài khoản sau thời gian mật phục theo dõi và củng cố các chứng cứ, lực lượng biên phòng xác định đủ cơ sở và tiến hành bắt quả tang ngay khi Việt vừa nhận các gói trà xanh mát trà ngụy trang ma túy bên trong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.